Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Bảo Châu Lex. Thời gian vừa qua thì Bảo Châu Lex đã mang tới cho quý vị và các bạn rất nhiều những video hữu ích về mặt hướng dẫn sử dụng trên những dòng vang số và vang số chỉnh cơ. Và ngày hôm nay, Đức Tuân sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn cách sử dụng đầy đủ và chi tiết đối với những cái dòng micro của BCE. Tiêu biểu cho dòng mic ngày hôm nay đó chính là bộ micro BCE UGX12 Luxury. Và cụ thể sản phẩm này sử dụng như nào, cách căn chỉnh tần số như nào, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi tham gia trải nghiệm thông qua video ngày hôm nay. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube của Bảo Châu Elec. Các bạn có thể like và nhấn đăng ký tham gia để theo dõi các sản phẩm uy tín và chất lượng nhất. Và đây chính là đầu thu của bộ micro BCE UGX12 Luxury. Thực tế thì đầu thu này nó sẽ cũng tương tự với dòng đầu thu của mic BCE UGX12 thường thôi. Chúng ta vẫn sẽ có một phần nút nguồn ở đây này. Quý vị và các bạn có thể thấy phần tăng giảm âm lượng này, phần tăng giảm tần số, nút set và nút IR của từng vế một, từ vế bên trái này cho tới vế bên phải, nó đều tương đương với nhau. Và ở đằng sau nó cũng sẽ tương tự như những dòng mic khác, là chúng ta sẽ có những cái cổng kết nối cơ bản nhất. Chúng ta sẽ có hai cầu kết nối anten này, hai phần jack 3 lăng output này, phần jack 6 ly này, và một cổng nguồn để có thể kết nối nguồn thiết bị. Và sau đây thì tôi sẽ cắm nguồn lên và test cho quý vị và các bạn một số chức năng của sản phẩm này. Trước hết, với phần điều chỉnh trên tay mic thì quý vị và các bạn có thể nhìn thấy luôn. Chúng ta sẽ có phần một phần công tắc bật nguồn này. Phần bên dưới này là phần khay đựng pin. Ngoài ra thì tay mic này nó sẽ có thể giúp quý vị và các bạn bật hoặc là tắt cái phần tính năng tự ngắt. Ví dụ tôi sẽ để ở đây và sau khoảng một vài giây chẳng hạn. Đây. Thiết bị nó sẽ không có tín hiệu nữa. Và khi ta nhấc lên này. Đó, là sóng sẽ hoạt động trở lại. Và có thể hoạt động thiết bị tay mic có thể hoạt động xử lý bình thường. Khi mà chúng ta muốn tắt cái tính năng tự ngắt này để có thể gài lên những cái phần chân mic để phát biểu này hoặc là để hát, thì chúng ta sẽ sử dụng cách là nhấn giữ nút nguồn. Sau khi sản phẩm tắt thì chúng ta sẽ, quý vị các bạn cứ để nguyên như vậy nhé. Sau khoảng 10 tới 15 giây thì sản phẩm nó sẽ báo lên, báo những cái thông số chúng ta bật hoặc là đã bật hoặc là đã tắt những cái phần tính năng như vậy. Thì sau đó thì quý vị các bạn có thể thử test luôn này. Chúng ta có thể là để lâu, sóng vẫn còn và thiết bị vẫn hoạt động bình thường. Nó không còn chế độ tự ngắt nữa. Và để bật lại thì cũng sẽ tương tự. Quý vị và các bạn cũng sẽ nhấn giữ này. Nhấn giữ nút nguồn này sẽ trung bình khoảng tầm độ 10 cho tới 15 giây thôi. Sau đó thì ta bật nguồn lên và sử dụng bình thường. Với phần đầu thu này thì quý vị và các bạn có thể là sử dụng tăng giảm âm lượng này, tăng giảm tần số này, hoặc là khi mà chúng ta bị mất tần số chẳng hạn, thì quý vị và các bạn có thể là nhấn nút set và để lấy lại cái tần số của tai mic đấy. Ví dụ như hiện tại cái tai mic này của tôi là kênh A nhưng mà là kênh 36 và đầu thu đang báo là kênh A và kênh là 34. Chúng ta dò lại bằng cách là nhấn nút set này, áp màn hình này vào đèn IR. Đây. Khi nó đã dò xong thì tai mic sẽ chuyển về kênh 34 và chúng ta có thể là nói bình thường. Ngoài ra thì quý vị và các bạn có thể là sử dụng cái phần tính năng là tự động dò tần số sạch của sản phẩm này để dò trên những cái không gian mà có nhiều thiết bị phá sóng hoặc là nhiều bộ micro khác nhau nó ảnh hưởng sóng tới nhau, thì chúng ta có thể là nhấn giữ nút set này. Đấy, hiển thị chữ scan và thiết bị bắt đầu chạy. Sau khi chạy xong 100 giải tần số như vậy thì nó sẽ về một cái ngưỡng tần số cố định và cảm thấy là tốt nhất để hoạt động tốt nhất cho dòng mic của mình. Lúc đó thì quý vị các bạn chỉ cần nhấn set và dò lại đúng cái tần số mà chúng ta vừa sử dụng thôi. Cuối cùng thì quý vị các bạn có thể là mở khóa hoặc là khóa lại cái bộ mic này bằng thông qua cách là chúng ta sẽ nhấn giữ nút nguồn này cùng với lại hai phím giảm tần số nhé, hai phím mũi tên bên dưới này. Sau khi tắt nguồn rồi, quý vị các bạn có thể là nhấn hai nút đấy và nhấn đồng thời nút nguồn để chúng ta có thể là kích hoạt trạng thái khóa. Sau khi khóa này thì chúng ta sẽ không có thể là điều chỉnh được những cái giải âm thanh nữa, không điều chỉnh tăng giảm tần số này, không có thể tăng giảm âm lượng được nữa. Và để mà tắt khóa như vậy thì cũng sẽ thao tác tương tự bằng cách nhấn hai nút giảm tần số này, nhấn giữ nút nguồn. Biểu tượng khóa sẽ mất và ta có thể tăng giảm âm lượng bình thường. Và bây giờ tôi sẽ đấu bộ micro BCE UGX12 Luxury này với một bộ dàn karaoke để quý vị và các bạn có thể là test được cái chất âm của dòng mic này nhé. Đêm đông là sao, đêm đông nhớ
đêm đông cô đơn vắng ai, cơn mưa lao sao cơn mưa như ai, ôi hạt mưa rơi khóc lòng. Em đang nơi đâu, anh thương như ai, bao đêm cô đơn vắng em. Mong cho đôi ta bên nhau mãi thôi, cho hạt mưa rơi hết buồn. Tình yêu như cánh chim trời vụt bay theo gió mãi trôi, để bao thương nhớ âm thầm thiết tha vô bờ. Đèn khuya có thấu hay chăng, lẻ loi tôi đang ngóng trông, thì mây mưa cứ trôi hoài khát khao chờ mong. Vừa rồi tôi đã hướng dẫn sử dụng và cùng quý vị và các bạn test chất âm của bộ micro BCE U gánh 12 Luxury này. Hãy để lại đánh giá dưới phần bình luận của video. Quý vị và các bạn nếu có thắc mắc gì hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900 0255 hoặc truy cập website bảochoelec.com để được tư vấn và giải đáp thắc mắc nhiệt tình nhất. Và nếu quý vị và các bạn thấy video này hay và hữu ích, hãy nhấn like và đăng ký kênh YouTube của Bảo Châu Lec để nhận được những video mới nhất. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Elec sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm, chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!